Kể từ thời điểm mà khu phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội bị cách ly do phát hiện một trường hợp dương tính với COVID-19, thì nhiệm vụ thu gom xử lý rác ở khu vực trong rào chắn được giao cho lực lượng chuyên trách của Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội. Vì rác thải sinh hoạt của các hộ dân này tiềm ẩn rủi ro lây nhiễm bệnh nên sẽ được thu gom xử lý theo quy trình rác thải y tế nghiêm ngặt. Đây là khung cảnh diễn ra mỗi buổi sáng tại khu phố từ số nhà 79 đến 137 Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội. Người dân dậy sớm vệ sinh nhà cửa, tham gia thực hiện quét dọn đường phố. Nhiệm vụ thu gom rác thải sinh hoạt của các hộ dân ở phố cách ly sẽ được tiến hành trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 8:30 hàng ngày và mỗi ngày một lần. Thì chúng tôi đã vào từng nhà các hộ dân, đưa cho các hộ dân một cái bài hướng dẫn về quy trình và phát cho hộ dân các cái túi ni lông chuyên biệt. Trong đó thì rác sẽ được phân loại ngay tại trong nhà các hộ dân thành rác thải sinh hoạt là thu gom vào một túi ni lông, và rác thải y tế ví dụ như là khẩu trang thì thu gom vào một túi ni lông. Và sau khi thu gom hàng ngày vào lúc 8 giờ đến 8:30 thì các hộ dân sẽ mang rác thải tập trung vào một địa điểm tập kết ở cuối phố, và trước khi mang ra ngoài thì sẽ được phun sơ bộ khử khuẩn lần đầu tiên. Quy trình xử lý và thu gom rác của lực lượng chuyên trách lại càng nghiêm ngặt. Trước hết, với nhóm chất thải này, nhân viên thu gom cần phải mặc đồ bảo hộ theo quy định ngay từ trước khi vào khu vực cách ly. Các túi rác được người dân tập kết sẽ được nhân viên thu gom xịt khử khuẩn bên ngoài rồi mới cho vào thùng rác chuyên dụng. Tiếp theo đó, tiến hành xịt khử khuẩn lên các thùng đựng rác này một lần nữa, sau đó đưa lên xe thu gom. Rác thải chỉ xử lý trong đúng 30 phút, sau đó sẽ được chuyển đi ngay, tránh tổn đọng, gây mất vệ sinh môi trường. Khi tập trung tập kết vào cái địa điểm mà tập trung tại cuối phố thì đúng 8 giờ 30 thì xe của đơn vị chức năng sẽ đến và làm khử khuẩn một lần nữa tất cả các cái túi đựng rác đó mới cho lên xe, và một xe ra đến ngoài trạm kiểm soát thì lại tiếp tục chúng tôi phun khử khuẩn toàn bộ xe một lần nữa, và lúc đó thì xe mới được ra ngoài để đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh những cái rủi ro là có thể mang cái mầm bệnh ra bên ngoài. Trong giai đoạn tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, rác thải sau khi thu gom đưa về khu xử lý chất thải công nghệ cao đều được phun khử khuẩn một lần nữa và được xử lý theo quy trình của rác thải y tế. Toàn bộ rác thải sinh hoạt và y tế tại khu vực cách ly được đưa vào lò hấp xử lý bằng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao. Trong điều kiện đó, toàn bộ mầm bệnh sẽ bị tiêu diệt hết, trở thành chất thải thông thường. Đối với cả những công nghệ xử lý chất thải của chúng tôi thì đảm bảo là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, sử dụng theo công nghệ hấp nhiệt ướt ở nhiệt độ cao và áp suất cao thì đảm bảo khử hết được vi trùng, vi khuẩn cũng như các loại virus, và đảm bảo và công nghệ của chúng tôi thì đảm bảo là không phát tán bất kỳ những cái loại chất thải khử cấp ra môi trường, cũng như không phát sinh ra khí thải, không phát sinh ra nước thải, và đảm bảo là phục vụ tốt trong cái đợt nhiễm dịch corona hiện nay ạ. Bên cạnh việc đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực cách ly, người dân tại đây đều được cung ứng thực phẩm, khẩu trang, bổ sung vitamin C, nước sát khuẩn họng, nước rửa tay và được đo thân nhiệt, khám sức khỏe 2 lần một ngày.